Hôm nay em có chiếc rim độc lạ này nha, vừa độc vừa lạ. Ai mà thích Xe thì này cứ bán lại nha. Em bán rẻ lắm. Giá nào em cũng bán hết đó, có trả giá là em có bán à. Em quay kỹ cho mọi người coi nha. Vô xem clip của em kỹ rồi nếu mà muốn mua thì cứ lại nha. Anh chị có trả giá là em có gả à. Xe rất là đẹp nha. Đồ còn đồ toàn là đồ tốt không nha. Đó, anh chị xem đó, em quay gần cho xem. Xịn luôn nha. Em quay cận cảnh máy cho mấy anh xem luôn nha. Vàng đầu đó. Vàng máy á, cực kỳ nha, êm nha. Máy chạy rất là tốt, bền bỉ. Giá lại rẻ nữa. Nên anh chị nào chọn chiếc xe độc lạ này mà có trả giá là em có bán nha. Đây là em quay máy này nha, em quay cho xem cái xe mà.